xin cho con biết tên của người. Có một đứa bé sắp chào đời, nó bèn hỏi Thượng Đế. Họ nói ngày mai người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này? Thượng Đế đáp, trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và chăm sóc con chu đáo. Đứa bé lại nài nỉ, nhưng giờ này con sẽ không phải làm việc, ngoài khóc lóc và vui cười hạnh phúc chứ. Thượng Đế đáp, thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc. Đứa bé lại hỏi, và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến? Thượng Đế trả lời, thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe. Đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói. Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa, ai sẽ bảo vệ con? Thiên thần của con sẽ hộ trì con, ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người. Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy ngài nữa. Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về ta và dạy con cách thức quay về với ta. Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngập tràn an lạc, nhưng người ta vẫn còn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế. Và đứa bé vội vàng hỏi Thượng Đế, thưa ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng của con. Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là mẹ.